Hello, xin chào mọi người. Chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube Cho Anh Mobile. Kênh của mình thì chuyên mua bán, trao đổi điện thoại giá rẻ. Địa chỉ hàng mình này nằm tại số nhà 133 này, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Và mình dùng hai số điện thoại trên này, đó là 0358479029 và Zalo là 0979622994 mọi người nhá. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 1 2021. Nó cũng là gần trưa rồi. Mình lên một video mới để cho mọi người theo dõi cũng như là để xem là ưng ý sản phẩm nào thì alo cho mình qua hai số điện thoại ở trên này để biết thêm chi tiết cũng như là để đặt hàng mọi người nhé. Hai số điện thoại đó là 0358479029 và Zalo 0979622994 mọi người nhé. Mình ở Hà Nội thì mình có ship hàng toàn quốc cho người ở xa. Mua ở xa thì khoảng 3 đến 4 ngày thì hàng có thể tới nơi nhé. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tại nhà giúp mình. Mọi người đặt hàng thì cọc trước cho mình từ 50.000 đến 100.000. Tiền cọc sẽ trừ thẳng vào tiền máy mọi người nhé. Ok, cọc thì mọi người cọc qua tài khoản ngân hàng hoặc là mua thẻ cào cũng được. Nói chung là bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chính là giới thiệu những chiếc điện thoại cũ mà mình có trong video lần này. Mọi người xem mọi người sản phẩm nào thì alo cho mình để đặt hàng mọi người nhé. Rồi, đầu tiên thì mình có hai sản phẩm, đó là A8 cộng 2018 mọi người nhé. A8 cộng 2018 này ngày hôm nay thì mình có hai chiếc, đó là một chiếc màu tím khói và một chiếc màu đen nhé. Hình thức của nó thì được khoảng 98%. Hai con này thì máy viền con màu tím khói này thì viền nó hơi sức phẩy một chút, sức phẩy mọi người nhé. Còn đâu là máy của nó sẽ nguyên zin nguyên bản hết này. Mặt kính sau thì đẹp mọi người nhé. Hai chiếc này thì đều là máy bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình của nó thì màn hình đẹp, không AMOLED gì hết mọi người nhé. A8 cộng 2018. Mọi người nhìn con này IMEI đẹp chưa? Từ quý năm. Đó, A8 cộng 2018. Con này thì màn hình của nó 6 inch mọi người nhé. Pin 3600. Cấu hình của nó thì là RAM 6, bộ nhớ 64. RAM 6GB nhá. Bộ nhớ là 64GB. Đó. A8 cộng 2018, RAM 6, bộ nhớ 64, camera trước sau cực kỳ nét mọi người nhé. Con này thì máy nguyên zin nguyên bản, có áp suất, chống nước các thứ ok nhá. A8 cộng 2018 này hỗ trợ cổng sạc Type-C, sạc nhanh và jack tai nghe 3.5. Quay phim chụp hình ok hết, cắm trước cắm sau, cắm trước là cắm kép mọi người nhé. Chỗ này dùng rất là sướng, cầm rất là đầm tay này. Máy nguyên zin nguyên khối, hai sim hai sóng nhé. Đằng sau thì có cả vân tay luôn. A8 cộng 2018, con này màu tím khói thì mình bán có 2.6 triệu thôi nhá. Máy sức phẩy 2.6 triệu. Con màu đen này thì nó cũng sức nhẹ, còn đâu là viền viết thì nó đẹp hơn con màu tím khói một tí. Còn đâu là nó cũng zin nguyên bản như nhau thôi. RAM 6, bộ nhớ 64 mọi người nhé. Đó, con màu đen thì mình bán nhỉnh hơn một chút là 2.7 triệu. Máy mình bán ra mình bảo hành 3 tháng, lỗi 1-1 trong 1 tuần và tặng bộ sạc cáp zin hỗ trợ sạc nhanh mọi người nhé. Tiếp theo đi là một chiếc A8 nhỏ. A8 nhỏ con này thì là bản công ty, hai sim hai sóng. Đó, màu đen mọi người nhá. A8 nhỏ thì nó là A8 2018, nó nhỏ hơn cái chiếc này nhá. Thế cái hình thức thì không khác gì nhau, nhưng mà cái kích thước của nó thì nó nhỏ hơn. Hình thức thì được khoảng 98. Nói chung là đẹp, viền viết là ổn định mọi người hết nhá. Máy màu đen, hai sim hai sóng. Cấu hình của nó là RAM 4, bộ nhớ 6, bộ nhớ 32 mọi người nhé. A8 2018, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Máy nguyên zin nguyên bản hết này. Chung là cam trước cam sau của A8 này cũng rất là đẹp. Nó nhỏ hơn thôi. Anh tay nhỏ thì mua con này, hoặc là có tầm tiền thấp hơn thì mua con này. Đó là 2.1 triệu mọi người nhé. A8 2018 2.1 triệu, bảo hành 3 tháng, lỗi 1-1 trong 1 tuần. Mọi người yêu thích dòng sản phẩm nào thì cứ alo cho mình qua số điện thoại ở trên này nhé. Ngoài ra thì mọi người đăng ký kênh này, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mà mình đăng nhé. Hàng ngày thì mình sẽ đăng một video mới. Mọi người đăng ký thì nó sẽ báo về máy của mọi người. Tiếp theo đi là một chiếc Nokia 5.1 Plus. 5.1 Plus thì con này cấu hình thì là RAM 4, bộ nhớ là 32GB. Máy có hỗ trợ vân tay đằng sau lưng. Đằng sau là có camera kép mọi người nhé.
máy thì nguyên khối hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Con này cũng có cổng sạc Type C hoặc sạc nhanh rồi mọi người nhé. 5.1 Plus. Con này thì màn hình tai thỏ tai hiếc hết rồi. Chụp thử cam trước cam sau. Đó, cam trước cam sau cũng rất là ok. 5.1 Plus mọi người nhé. Nokia 5.1 Plus, con này thì mình đang bán với giá là 1.650.000. Ngày hôm nay thì bớt 50.000 còn 1.6 cho mọi người nhé. Ai đang yêu thích Nokia 5.1 Plus thì alo nhé. Máy cấu hình cao, RAM 4GB 32, cam trước cam sau đẹp này và vân tay đầy đủ nhé. Mình để lại đây. Tiếp theo là một chiếc S6S. S6S ngày hôm nay thì về được một chiếc nhé. Máy thì bản công ty. S6S thì thường thường là hỗ trợ một sim thôi mọi người nhé. Con này màu gold. Viền viếc thì nó có sức nhẹ. Đó, viền thì có sức nhẹ mọi người nhé. S6S này thì cấu hình RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Máy màn hình OLED 2K, cong hai bên sườn mọi người nhé. Đó, cong hai bên sườn. Cam trước cam sau của S6S mình thấy cực kỳ trong luôn mọi người nhé. Đó, S6S. Con S6S này thì mình đang bán với giá là 1.500.000 nhá. Anh em nào yêu thích thì alo này, 1.500.000 cho chiếc S6S này thôi. Máy bán ra bảo hành 3 tháng, lối 1 để 1 trong 1 tuần. Con này thì có sạc nhanh luôn mọi người nhá. S6S này, mình thấy rất là nhiều người yêu thích dòng S6S này. Thì anh em nhanh tay nhá. Tiếp theo đi là một chiếc S7S. S7S ngày hôm nay thì về được đúng một chiếc máy màu hồng nhá, máy màu hồng phấn. Con này thì bán giá 2.600.000. Hình thức thì còn rất là đẹp, ngoài ra còn nó xước một tí ti ở đây thôi, còn đâu là đẹp hết mọi người nhé, zin đẹp. S7S thì cấu hình của nó là RAM 4, bộ nhớ là 32GB. Mà con này là bản hàn một sim mọi người nhé, màn hình đẹp leng keng luôn, không ám mố gì cả. Đấy, S7S mọi người nhé, màn hình đẹp trong bốp này, không bị ám mố gì nhé. Để thử qua camera em. Con S7S này thì hỗ trợ cả vân tay ở trên phím home này luôn nhé. Đấy, camera của S7S này quá đẹp luôn mọi người nhé. Con S7S này thì mình đang bán với giá là 2.600.000 đồng. Máy thì mình bán ra mình bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đến 1 trong 1 tuần. Con này có tặng sạc cáp mọi người nhé, 2.600.000 đồng thôi, S7S. Rồi, tiếp đến là một chiếc C9 Pro. Samsung C9 Pro mọi người nhá. C9 Pro. Máy con này thì bản công ty, 2 sim 2 sóng. Máy thì hình thức đẹp đen keng xà beng luôn. C9 Pro hiếm lắm ấy, có một con đẹp như này mà máy thì đang dán ni lông mọi người nhá. Đây mọi người từ cái viền góc cạnh này, con này đang dán ni lông. Bóc ra thì đẹp keng luôn. C9 Pro. Đấy. Bóc ra đẹp đen keng xà beng luôn mọi người nhá. Đang còn dán ni lông. Con C9 Pro này thì đã được hỗ trợ cổng sạc Type C rồi mọi người nhé. Để mình nói bên trong xem cấu hình như nào mọi người nhé. RAM 6GB, bộ nhớ là 64. Đấy, C9 Pro RAM 6, bộ nhớ 64, màn hình cực kỳ lớn mọi người này. Đó, gần bằng ngang tay của mình. Cam trước cam sau ok, nét mọi người nhé. C9 Pro này pin nó cực kỳ trâu. Con này còn hỗ trợ cả vân tay nữa. Loa liếc của nó cực kỳ nghe to và rõ ràng mọi người nhé. Máy mỏng đẹp, viền nhôm nguyên khối. Đó, C9 Pro hôm nay có duy nhất một cây này nhé. Đẹp leng keng luôn. C9 Pro này thì mình đang bán là 2.600.000 đồng nhé. 2.600.000 đồng cho chiếc C9 Pro bản công ty 2 sim. Máy đẹp leng keng xà beng này mọi người nhé. 2 sim 2 sóng. Mọi người mà yêu thích chiếc C9 Pro này thì nhanh nhanh telo cho mình sớm nhất để hàng nhé. Đó, màn hình cực lớn nhé. Con này đang còn giá ni lông này đấy, anh em nào về bóc ni lông ra thì đẹp keng luôn. Ok, để ở đây mình giới thiệu tiếp này. Đó là một chiếc iPhone nhé. iPhone 6S ngày hôm nay mình lên là một chiếc 6S màu ghi. Bản quốc tế 16GB. iPhone 6S mọi người nhé. Máy bản quốc tế này, quốc tế Mỹ.
Máy thì nguyên zin nguyên bản, hỗ trợ vân tay đầy đủ luôn mọi người nhé. Đó, iPhone 6S này. Máy màu ghi xám. Con này thì pin còn 80% mọi người nhé. Cam trước cam sau ok hết nhé. iPhone thì chụp cam trước rất là nét và tỏ luôn. iPhone 6S nhé, 4G viết đầy đủ luôn. Con này thì ngoài ra thì cái sơn của nó thì nó hơi chóc sơn ở ngoài thôi chứ không bị cấn móp gì đâu mọi người nhé. Đó, iPhone 6S này, bao bên zin màn zin nhé. 6S mình bán 2 triệu tròn, máy bán ra bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 và tặng bộ sạc cáp. Anh em nào đang yêu thích chiếc 6S này thì nhắn cho mình sớm nhất đặt hàng nhé. 2 triệu tròn thôi. Tiếp đến là một chiếc A50s này. A50s ngày hôm nay lại về được một chiếc nhá. Máy màu xanh đen này. Đó, máy màu xanh đen. Con này hình thức thì được khoảng 98-99%. Viền viết nắp lưng này, cực kỳ bóng này. Đấy, chủ trước dùng rất là giữ gìn. Con này A50s thì sau này hỗ trợ 3 mắt camera mọi người nhé. Con này hỗ trợ vân tay ở trên màn hình luôn này. Đấy. A50s bản công ty 2 sim 2 sóng. A50s nhé. Đó, màn hình thì 6,2 inch, Super AMOLED Full HD cộng, RAM 4 bộ 64 mọi người nhé. A50s. Thử cam trước cam sau xem nào. Cam của bọn A50s này thì nó sẽ đẹp hơn cả A50 nhé. Đó, rất là ok. A50s thì mình đang bán là 3 triệu tròn. Máy thì cực kỳ đẹp và ok. Bán ra cũng bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 1 tuần. Và tặng bộ sạc cáp zin, hỗ trợ sạc nhanh. Con này hỗ trợ sạc Type-C mọi người nhé. Mình xin giới thiệu trước tiếp theo là một chiếc Z7 Pro đi. Z7 Pro có một chiếc màu đen, máy bản 2 sim 2 sóng. Con này thì mặt sau lưng thì nó có những cái vết chấm do dùng ốp mọi người nhé. Chấm do dùng ốp. Còn đâu là không bị cấn móp gì cả. Máy thì mình bán là 1 triệu tư thôi. Màn hình đẹp, nguyên zin. Cấu hình của Z7 Pro này là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy 2 sim 2 sóng mọi người nhé. Cam trước cam sau cũng rất là đẹp. Đấy. Ok nhá, Z7 Pro hỗ trợ vân tay đầy đủ luôn. Con này bán 1 triệu tư. Mọi người yêu thích thì alo nhá. 1 triệu tư thôi, pin bùng kỳ ok. Giá rẻ mà có hiệu năng ok nhé. Tiếp theo là một chiếc LG V30. V30 con này thì RAM 4, bộ nhớ 64, đoàn Mỹ nhé, chạy chip Snap nên là hiệu năng của nó rất là ok, chơi game mượt mà nhé. Đằng sau là camera kép này. Đấy. Vân tay đằng sau lưng luôn mọi người nhé. Máy màu bạc, đẹp được khoảng 98%. Cổng sạc Type-C đầy đủ luôn. Máy một sim mọi người nhé. V30 LG V30. Đấy, màn OLED 2K. Con này thì mình bán là một giá cũ 2 triệu thì ngày hôm nay mình bán là 1 triệu 9 nhá. Con này máy bị sứt tí kính nên là bán 1 triệu 9. Còn đâu nếu mà máy đẹp thì sẽ là hơn 2 triệu nhá. Đó, nó nứt tí kính đây, không ảnh hưởng gì mọi người nhá. V30 2 triệu tròn. Anh em nào yêu thích V30 thì alo nhá. Tiếp theo là một chiếc Z6 Plus. Z6 Plus con này thì là bản công ty 2 sim 2 sóng, máy màu xanh nước biển. RAM 3, bộ nhớ là 32, Z6 mọi người nhá. Mặt công ty cũng 2 sim 2 sóng luôn. Hỗ trợ ở vân tay ở cạnh sườn này. Vỏ viếc thì được khoảng 98%. Đó. Con này đằng sau là camera kép mọi người nhá. Z6 cộng. Đấy, cam trước cam sau nét ok. Z6 cộng mình đang bán là 1 triệu 700 nghìn đồng nhá. 1 triệu 700 nghìn đồng cho chiếc Z6 này. Anh em nào quan tâm thì alo nhá. Z6 cộng mọi người nhá. Tiếp tục đi. Chiếc nữa là chiếc Z4 Plus. Hôm nay về lại được một chiếc Z4 Plus. Z4 cộng mọi người nhá. Máy thì bản 2 sim. Để xem cấu hình con này. Con này thì xem ra mấy nào. RAM 2 nhá. Bộ nhớ này. Bộ nhớ 16. Z4 vào lớp RAM 2, bộ nhớ 16. Cam trước cam sau này. Ok nhá. Bộ này pin thì cực kỳ trâu bò. Màn hình là màn hình 6 inch mọi người nhá. 6 inch cực kỳ to. Z4 cộng. Máy 2 sim 2 sóng. Con này đẹp được khoảng 9899 này. Đó, máy màu đen.
rất là phù hợp với các ông bà rồi là các em học sinh mà đi học cũng như là để xem phim nghe nhạc các thứ nhá. Con này bán 1,3 triệu thôi, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đến 1 trong 1 tuần. Ok, sản phẩm G4 cộng cũng là sản phẩm cuối cùng ở lô này rồi. Mọi người xem video mà ưng ý sản phẩm nào thì alo cho mình qua số điện thoại trên này. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mà mình đăng mỗi ngày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Mọi người nhanh tay đặt hàng nhé. Bởi vì là vài hôm nữa thôi thì cái bên vận chuyển thì sẽ nghỉ. Thì mọi người đặt hàng thì mình cũng không thể ship hàng được nữa đâu. Cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.